Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin trong nước được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Những ngày qua, nhiều bạn trẻ đã chia sẻ clip hình ảnh ghi lại cảnh tạo dáng check-in trước hệ thống camera giám sát của Hà Nội. Điển hình như trong đoạn clip được chia sẻ vào sáng ngày 28 tháng 8, nhóm thanh niên đã dừng xe máy dưới lòng đường ở khu vực trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hình ảnh cho thấy đoạn clip được ghi vào buổi tối trong một thời gian dài. Nhiều người đi xe máy đi bộ dừng đỗ dưới lòng đường vô tư tạo dáng. Đáng chú ý, việc đứng dưới lòng đường dừng đỗ xe như vậy gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Tình trạng này cũng đã xảy ra ở nhiều địa điểm như ngã tư Hồng Phúc, Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, cầu vượt Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, cầu vượt nút giao Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh. Tại đây, các bạn trẻ vô tư tạo dáng để được camera ghi lại hình ảnh, sau đó họ sẽ lên ứng dụng i Hà Nội để tải xuống những hình ảnh trên, rồi cắt ghép, thêm âm thanh và đăng lên nhiều nền tảng mạng xã hội. Dần dần, những hình ảnh lên xu hướng tạo thành trend cho giới trẻ. Sau khi những hình ảnh clip này được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều bình luận bày tỏ sự lo lắng khi khu vực check-in này nằm dưới lòng đường, dễ xảy ra tai nạn nếu có phương tiện không kịp thời né tránh. Được biết, tình trạng này xuất hiện từ khi Hà Nội ra mắt ứng dụng i Hà Nội. Người dân có thể truy cập ứng dụng này vào mục camera giao thông để xem hình ảnh từ các camera trên địa bàn thành phố. Thông tin về vụ việc này, đại diện Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, đoạn đường xảy ra tình trạng trên là đường Triệu Quốc Đạt. Nguyên nhân là người dân có thể truy cập vào ứng dụng i Hà Nội rồi vào mục camera giao thông để xem được hình ảnh từ các camera giao thông đó. Từ đó các bạn trẻ nảy sinh trào lưu check-in này. Việc tập trung dưới lòng đường sẽ gây nguy hiểm, mất trật tự an toàn giao thông. Cũng liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị chức năng đang kiểm tra việc nhiều người tụ tập chụp ảnh thông qua camera giám sát, đồng thời cảnh sát sẽ xử lý nghiêm các hành vi dừng đỗ xe trái phép gây cản trở giao thông.